Hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2022. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và đây là khu vực ga đi quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất. Trên đây là bảng điện tử thể hiện các chuyến bay của ngày hôm nay sẽ thực hiện trong ngày 19 tháng 2 này. Mời cô chú anh chị và các bạn nhìn lên bảng điện tử thì sẽ thấy được ký hiệu một số chuyến bay sẽ khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là các chuyến bay đi nha. Lúc 11 giờ có chuyến bay đi Kuala Lumpur của hàng không Mã Lai. Sau đó là 11:45 rồi 12:05 của hàng không đi Đài Bắc. Rồi sau đó là các chuyến bay đi Singapore, đi Campuchia, rồi đi Thái Lan, vân vân. Và một số chuyến bay khác nữa sẽ thực hiện trong ngày. Như vậy là so với thường lệ thì đã có thêm nhiều chuyến bay đi ra khỏi Việt Nam rồi. Đặc biệt là tại Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất này có nhiều chuyến bay đi quốc tế nha cô chú anh chị và các bạn. Và đây là ga quốc tế, lối vào của ga quốc tế cửa D1 để vào trong làm thủ tục check-in. Buổi sáng ngày hôm nay thì Nick thấy là cũng không có đông người đến tiễn đưa đón người thân. Và có lẽ là chuyến bay mà đi đường dài đi Mỹ nha, thì thường nằm buổi tối, đặc biệt là chuyến bay transit ở Seoul, Hàn Quốc thì thường là nửa giờ, nửa đêm. Lúc đó thì thường mới là đông người đi tiễn. Còn đây là tầng mặt đất của ga đến quốc tế. Hiện tại thì Nick thấy là có một vài chỗ bán đồ ăn thức uống đã hoạt động trở lại và có khách đã ngồi tại quán rồi. Và khu vực này là những băng ghế ngồi chờ để đón người thân, đón khách từ trong ga quốc tế đi ra. Đây mọi người nhìn thấy là có khá là nhiều người đến sân bay chờ đón người thân ở xa về. Và đây là bảng điện tử thể hiện các chuyến bay quốc tế đến tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 19 tháng 2 năm 2022. Bây giờ là tầm 11:18 buổi sáng. Và để nhìn lên bảng điện tử thì chờ xem các chuyến bay buổi sáng đã có những chuyến bay nào đáp. Và Nick sẽ đọc cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Nick thấy là có chuyến bay 10 giờ sáng là từ Kuala Lumpur, Mã Lai đã ra hạ cánh nè. Và chuyến bay 10:45 ở Đài Bắc xuống cũng đã hạ cánh. Rồi chuyến bay của Singapore Airlines 11 giờ cũng đã hạ cánh. Tiếp theo sau là chuyến bay từ Đài Bắc của hàng không China Airlines cũng đã hạ cánh rồi. Và buổi trưa chiều sẽ còn những chuyến bay đáp từ Bangkok, Phnom Penh, rồi từ Sydney và từ Mỹ về nữa, vân vân. Lần trước vào ngày mùng 8, Nick có làm một cái clip tại sân bay thì cái phần mà gần cuối của clip đó có quay một số hình ảnh tại ga quốc tế đến. Thì lúc đó là cũng rất là vắng, cũng chưa có nhiều người đi ra khỏi sân bay và cũng ít có người ngồi chờ đón. Và ngày hôm nay trở lại thì thấy rất là nhiều người đón người thân ở xa về. Và Nick nghĩ là chỉ có những người đón người thân từ Mỹ hoặc từ châu Âu về mới ra đông như vậy. Chứ còn nếu mà đi đường ngắn thì rất ít người ra đón. Và như vậy là buổi sáng ngày hôm nay là rất là nhiều người ngồi ở ghế chờ để chờ người thân ra đây. Cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy nha. Để Nick đi vòng quanh khu vực này để xem, quay cho mọi người xem luôn nha. Theo quan sát thì Nick thấy là có rất là nhiều người đi ra khỏi sân bay và trên hành lý thì có cái tag của các chuyến bay tại Đài Loan. Như vậy là những hành khách này có thể bay trực tiếp từ Đài Loan về Việt Nam hoặc là chuyển tiếp chuyến bay từ Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Anh này có nhiều hành lý quá. Ý, có dừng. À, va chạm rồi. Đây, không sao.
anh này chắc là bay đường dài về, hành lý lỉnh kỉnh đóng thùng rất là nhiều. Có một cái tin vui là Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch là rất mong muốn mở cửa chính thức vào tháng 3 này. Cho nên ngày 15 tháng 2, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép công bố mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, đồng thời áp dụng các chính sách thị thực đối với khách nhập cảnh Việt Nam như đã thực hiện từ trước năm 2020. Theo thông tin cho biết thì tại cuộc họp báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 15 tháng 2, các bộ đã báo cáo trao đổi và thống nhất đề xuất từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới thông qua đường hàng không, đường bộ, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng chống dịch COVID. Từ nay đến ngày 14 tháng 3 sẽ tiếp tục triển khai chương trình thí điểm giai đoạn 2 đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Và nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động mở cửa đón khách du lịch trong điều kiện bình thường mới thì sớm phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới, các bộ đều nhất trí cần áp dụng chính sách về thị thực cho khách du lịch như thời điểm trước dịch, bao gồm cấp thị thực điện tử, miễn thị thực đơn phương cho 13 nước và miễn thị thực song phương cho 88 nước và vùng lãnh thổ. Về yêu cầu khi nhập cảnh thì cũng có nêu rõ là một là đối với khách du lịch từ 12 tuổi trở lên phải có chứng nhận tiêm đủ vaccine phòng COVID được cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là 14 ngày và không quá 6 tháng tính từ thời điểm xuất cảnh, hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh COVID do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp trong thời gian không quá 6 tháng. Điều thứ hai đó là có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch COVID bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ hoặc kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24 giờ trước khi xuất cảnh. Đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính đối với khách nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế bằng đường bộ và đường biển. Đối với các nước, các vùng lãnh thổ có yêu cầu cao hơn thì áp dụng theo quy định của nơi xuất cảnh. Điều thứ ba đó là có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính dịch COVID tại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Điều thứ tư đó là có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID với mức trách nhiệm tối thiểu là 10.000 đô la Mỹ. Điều thứ năm đó là đảm bảo các điều kiện về xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh. Và điều thứ sáu đó là cài đặt ít nhất một áp dụng quản lý an toàn phòng chống dịch COVID theo quy định cơ quan chuyên môn và duy trì kết nối trong thời gian tại Việt Nam. Ví dụ như là app BC COVID, các cô chú anh chị và các bạn. Về quy trình đảm bảo an toàn phòng chống dịch sau nhập cảnh thì cũng có ghi rõ như thế này. Thứ nhất là khách có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh được xét nghiệm ngay tại cửa khẩu quốc tế. Có nghĩa là khi mà đến sân bay Tân Sơn Nhất, nếu mà có nghi ngờ bị nhiễm bệnh là phải yêu cầu test xét nghiệm ngay. Điều thứ hai đó là khách du lịch phải đi thẳng về nơi lưu trú đã đăng ký và không được tiếp xúc với cộng đồng trong vòng 24 giờ. Như vậy là về nhà hoặc về khách sạn thì phải ở 24 giờ không được tiếp xúc với người bên ngoài. Và điều thứ ba đó là đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không phải xét nghiệm nhanh tại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Trường hợp có kết quả âm tính thì khách được tiếp tục tham quan các chương trình du lịch. Trong trường hợp kết quả mà dương tính, khách phải được cách ly y tế tại nơi lưu trú hoặc được điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Điều thứ tư đó là khách du lịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, đảm bảo tuân thủ là thông điệp 5K và các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm và tuân thủ các quy định hướng dẫn của đơn vị cung ứng dịch vụ về du lịch. Điều thứ năm là các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch đón khách phải triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID và có biện pháp hỗ trợ khách du lịch bố trí phòng cách ly khách nhiễm bệnh tại cơ sở lưu trú theo quy định. Như vậy là trong tháng 3 sẽ mở cửa cho du lịch hoàn toàn và khách du lịch đến thì phải lưu trú ở khách sạn
một ngày một đêm trong 24 tiếng đó để chờ kết quả xét nghiệm. Nếu âm tính thì tiếp tục đi chơi thoải mái, còn nếu mà bị dương tính thì sẽ cách ly tại chỗ và điều trị theo chỉ dẫn của Bộ Y tế. Còn hiện tại thì tại những ngày này, đây là những thời gian mà thử nghiệm cho khách thương mại về Việt Nam bằng các chuyến bay thương mại. Thì buổi sáng hôm nay của chú anh chị mình thấy đó là có nhiều người bay về tới Việt Nam là cùng với gia đình đi ra xe, chuyển hành lý lên xe đi thẳng về nhà luôn rồi. Và nếu không thấy là có bất kỳ một sự can thiệp hay là sự hướng dẫn của nhân viên y tế nào là phải về khu cách ly tập trung nào hết, mà là mọi người thấy là đi ra tự do thoải mái luôn nha. Chắc là có lẽ là về nhà tự cách ly thôi, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài. Chấp chữa đây. Và để ý thì thấy có một số người đứng cầm bảng để đón một số đoàn nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Có người thì đón khách lẻ, có người thì đón khách đoàn. Ví dụ bên kia là có cái anh này đón là đoàn trường Đài Bắc nè, Taipei School. Nên là sẽ có một đoàn của trường học nào đó ở Đài Bắc qua, có thể đi làm việc hoặc là viếng thăm vậy đó nha. Ở đây thì Nick thấy là có nhiều người ra nè, bạn bè hoặc là gia đình người thân đón rồi đi luôn nha mọi người, rất là thoải mái. Thực tế nói là về tự cách ly thì không biết như thế nào, chứ mà đi cái này thì đón xong là đi luôn rồi, không biết về nhà có cách ly gì không. Hiện tại là đang là chương trình thử nghiệm, nhưng thực tế thì Nick thấy là cũng đi ra nhập cảnh xong rồi ra rất là thoải mái tự do luôn nha mọi người. Theo thông tin mà Nick tìm hiểu được thì có khách cho biết là mua vé từ sân bay, bay từ Las Vegas về Los Angeles, sau đó là chuyển tiếp chuyến bay, bay về Singapore và từ Singapore về Việt Nam. Thì cái giá vé là mua khoảng 2.000 mấy, gần 3.000 cộng luôn cả tiền test PCR, test Covid đó mọi người, là tổng cộng gần khoảng gần 3.000 đô. 3.000 đô Mỹ một người một vé. Như vậy là so với trước dịch thì cũng còn khá cao. Và đương nhiên thì hãng hàng không Singapore là một hãng hàng không mà có được đánh giá rất là cao về dịch vụ và hàng không đắt tiền, cho nên là giá của hàng không này cũng là khá cao là đúng rồi. Và đồng thời là vẫn còn là đang trong chương trình dịch chưa đi lại thoải mái giữa các quốc gia, cho nên là cộng thêm tiền mà phải kiểm tra dịch Covid nữa, cho nên tổng cộng cái giá vé cũng 2.000 mấy, gần 3.000. Đó là thông tin thực tế mà có một cô đứng đón đợi người thân từ chuyến bay nói chặn từ Mỹ về Singapore và từ Singapore về Việt Nam đã cho biết là như vậy. Và nếu nghĩ là trong tháng 3 giá vé bắt đầu đang giảm dần rồi, nếu mà cô chú anh chị và các bạn từ nước ngoài về, các cô bác Việt kiều muốn về thăm quê hương thì có thể xem và bút vé từ tháng 3, tháng 4 trở đi, thì có lẽ là giá bắt đầu là nhiều chuyến bay, nhiều hãng hàng không bay hơn thì giá nó sẽ rẻ được đi rất là nhiều. Và có thể là bút vé vào mùa hè hoặc là sau hè thì giá càng rẻ hơn nhiều nữa nha mọi người. Nhìn ra ngoài sân chỗ ga đến quốc tế này, Nick thấy là có xe bus đứng đợi khách rồi nha. Trước kia thì hoàn toàn im lặng, vắng lặng, không có chuyến xe bus nào. Bây giờ đã có xe bus đón khách rồi, và đồng thời ngay cái chỗ này dành cho xe lớn đón khách đoàn đây. Đây hình như là khách đoàn mà của trường học ở Đài Bắc qua đây, cũng là một đoàn khá là đông, chắc cũng khoảng tầm 30-40 người. Vừa rồi là cập nhật một số thông tin của bên ga quốc tế. Còn bây giờ thì Nick cập nhật một số thông tin bên ga quốc nội nha các chú anh chị và các bạn.
thì giờ tầm khoảng 12 giờ trưa và nhìn trên bảng điện tử của các chuyến đến thì quá trời chuyến đến luôn, san sát nhau 50 phút có một chuyến bay, cho nên là đồng loạt các chuyến bay của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, rồi Pacific Airlines, Bamboo Airways đã đáp xuống đồng loạt, các hãng đã đồng loạt đáp, cho nên Đức nghĩ là rất là đông người sẽ đi ra đây. Và đây là lối ra nè. Đó, bây giờ xem rất là đông người kéo nhau lũ lượt đi ra khỏi sân bay. Đây là bên ga quốc nội nha cô chú anh chị và các bạn. Ga quốc nội lúc nào cũng nhộn nhịp tấp nập, cứ tưởng là sau Tết mọi người về để đi làm thì đã xong rồi, nhưng hiện tại thì hôm nay là 19 tháng 2 năm 2022 đã hết Tết rồi, nhưng tại ga quốc nội lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc luôn. Đây, mọi người quan sát nhìn thấy nha, rất là nhiều người đi ra, có nhiều người đi đón nữa, và có những khách đoàn nữa, nếu thấy là có những đoàn của công ty du lịch đón khách nội địa đến nữa nha. Liên tục người đi ra khỏi ga, quá đông luôn nha mọi người. Đây, các chuyến bay đến sát giờ với nhau cho nên lượng người đổ ra rất là đông. Và theo thông tin mới nhất hiện tại thì trong nhà gửi xe TCB đã mở thêm một làn dành cho xe công nghệ vào đón khách, đó là làn D nằm dưới tầng mặt đất của nhà gửi xe TCB. Như vậy là nếu cô chú anh chị và các bạn có đón xe công nghệ như là của hãng Bi và hãng Grab thì có thể vào bên trong nhà gửi xe TCB ở tầng mặt đất, không cần phải đi thang máy lên tầng 3, tầng 4, tầng 5 đâu, mà ở dưới tầng mặt đất là có thể đón xe công nghệ của hãng Bi và hãng Grab luôn. Ngoài những cái xe taxi của hãng, các hãng taxi thông thường và những chuyến xe thuê bao khác thì có thể đón xe Grab hoặc là sáng đón xe của hãng Bi nha. Còn đây là lối băng qua đường để đi đón xe taxi hoặc là xe người nhà đến rước, hoặc là vào nhà xe TCB để đón xe công nghệ. Đây liên tục quá đông luôn. Bây giờ là khoảng giữa trưa nhưng mà các chuyến bay đáp cùng một lúc cách nhau ít phút cho nên rất là đông. Sân bay Tân Sơn Nhất bên ga quốc nội quá đông luôn nè cô chú anh chị và các bạn nhìn xem nha. Lối băng qua đường nè, liên tục luôn, rất là đông. Và hành lang chờ nè, chờ người nhà thông tin như thế nào, bởi vì nhiều người còn lúng túng hoặc là lần đầu tới thì không biết là đi qua lối nào để xe vào đón, hoặc là người nhà sẽ đón như thế nào. Đây, quá đông băng qua đường, quá đông là chưa kể là xe hơi vào để thả khách xuống nè. Cái chỗ này thì rõ ràng là bị quá tải. Và đọc thông tin của báo chí đăng thì Nick thấy là cũng có nhiều ý kiến cũng khá là hay, là mọi người nói là nên tách hẳn ra đến và đi của bên quốc nội. Bên quốc nội thì hiện tại ga đến và ga đi đó, xe vào và xe ra thì cùng một khu vực luôn, cùng một tầng mặt đất, cho nên nó bị quá tải. Nên tách ra, xe nào đến tiễn khách thì là tạo cái tầng phía trên để cho ga đi, và xe chạy vào sẽ có lối dẫn vào bên trên để thả khách, thì sẽ có lối đi riêng, không có bị đụng phía dưới mặt đất này. Mặt đất này chỉ dành cho xe đến đón khách đi mà thôi. Thì đó là ý kiến mà Nick thấy cũng khá hay, chứ còn hiện tại là đến và đi cùng dùng cái là mặt đất cho các loại xe, xe đến rồi xe đi thì là quá nhiều, quá tải, thật sự là quá tải cho bên quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu mai mốt mà bên ga quốc tế hoạt động bình thường trở lại thì thật sự không biết sân bay Tân Sơn Nhất sẽ như thế nào, bởi vì khi đó thì cả quốc nội và quốc tế đều đông như nhau thì chắc chắn là kẹt xe ở đường vào sân bay này như thường lệ trước dịch. Điều đó là điều không tránh khỏi rồi. Còn đây là khu vực mà ga đi của quốc nội nha. Xe hơi thả khách cũng dập dìu rất là đông luôn. Và đây là ngay cạnh cái lối vào của nhà ga, sảnh check-in của Vietnam Airlines, Bamboo Airways hay là Pacific Airlines.
Đây lối vào à, nhìn mọi người đi vào ra vào liên tục luôn. Đây quá trời luôn nha. Không chỉ là ga đến mà là ga đi của quốc nội cũng đông, rất là đông luôn nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Nườm nượp người ra vào luôn, nhộn nhịp, lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc nhộn nhịp. Còn đây là khu vực riêng dành cho hãng hàng không Vietjet. Hàng không Vietjet thì là hàng không giá rẻ, có rất là nhiều phản hồi không tốt về hàng không này, về dịch vụ hàng không. Tuy nhiên đây là hàng không giá rẻ phù hợp cho nhiều đối tượng khách, cho nên là lúc nào cũng thấy đông. Và dù có chê bai, dù có phàn nàn về dịch vụ của hàng không giá rẻ Vietjet thì vẫn thấy rất là đông người sử dụng hàng không này để đi. Và đây là khu vực xếp hàng vào làm thủ tục an ninh trước khi lên cổng chờ ra máy bay. Đây lúc nào cũng thấy đông hàng không Vietjet nha cô chú anh chị các bạn. Khu vực này là sảnh dành riêng cho hàng không Vietjet, hàng không giá rẻ của Việt Nam. Chê thì chê, có phàn nàn thì phàn nàn, nhưng sử dụng dịch vụ của hàng không Vietjet thì vẫn rất là đông. Lượng người đi của hàng không Vietjet thì lúc nào cũng đông, nườm nượp người luôn. Và video clip cập nhật tình hình sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19 tháng 2 năm 2022 đến đây thì Nick xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hữu ích thì cho Nick xin một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và tiếp tục đăng ký kênh ủng hộ cho Nick với nha. Còn bây giờ thì Nick xin tạm dừng video clip. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào tạm biệt. Bye bye tất cả mọi người.